Xin chào các bạn Thì đây là một cái chậu hoa bí ngô Clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc hoàn tất một cái quả bí ngô như thế này rồi Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hoa lá cũng như là hoàn tất cái họa tiết ở trên cây ha Thì mình sẽ móc bông nè Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là chín mũi móc đơn ha Móc đơn đầu tiên nè Mũi đơn thứ hai mũi đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám móc đơn thứ chín sau khi có ra mình được chín mũi móc đơn vào vòng tròn rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi giờ sau đó lên một xích ta sẽ có được một vòng tròn đầu tiên với chín mũi móc đơn tạo ra chín chân cho vòng móc kế tiếp ha Lưu ý đối với những bạn nào mà muốn móc 6 cánh thì các bạn sẽ móc cho mình vào đó 11 mũi ha. Còn móc 5 cánh thì chỉ móc 9 mũi thôi. Mình có 9 chân móc thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho hàng móc thứ hai nè. Mũi thứ 3 nè. Mũi thứ 4. Mũi thứ 5 vào chân thứ năm. Tức là mình không tăng mũi nha. Mũi thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Và mũi móc thứ 9. Hoàn tất được hàng móc thứ hai cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một xích. Các cái hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc thứ hai ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn, mình sẽ có 9 mũi móc đơn vào 9 chân móc. Và các vòng móc của mình nó sẽ có số mũi móc bằng nhau. Thì cái phần đài hoa này các bạn có thể gây nên cho mình tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc tùy vào cái độ dài các bạn cần ha. thì sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần đài phía dưới rồi bây giờ mình sẽ móc cánh hoa đưa cho mình sợi len ra phía sau nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm ở phía sau của sợi len thừa tức là cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng cuối cùng ha là phía sau nữa nè đâm kim vào chân của mũi dời này sau đó kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó mình di chuyển kim đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên của cái hàng móc phía dưới á, là cái chân này móc vào đây cho mình một cánh hoa gồm một mũi móc đơn nè một mũi nửa kép cũng vào chân móc đó luôn ha một mũi kép đơn và một mũi kép đôi để nâng cao cái độ cao của mũi móc nè kép đôi thì các bạn lấy lên hai vòng lên kim đâm kim vào cùng chân móc kéo lên trên kim được bốn đường móc kéo lên qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba như vậy là độ cao của mũi móc nó đã tăng cao lên rồi nè tạo điểm nhọn thì móc lên hai mũi xích sau đó mình đâm kim vào cái chân của mũi xích đầu tiên là cái đường nằm ngang ở đây ha móc vào đó một mũi dời ta tạo được điểm nhọn của cánh hoa rồi nè thì tiếp tục các bạn móc cho mình bốn mũi móc nữa cũng vào chân móc đó và sẽ móc ngược lại cho mình với bốn mũi mà mình móc tăng ở đây mình sẽ có mũi kép đôi trước nè vào cùng chân móc luôn ha kép đôi nè sau đó là mũi kép đơn để hạ cái độ cao của mũi móc nha tiếp tục là mũi nửa kép và sau đó là mũi móc đơn như vậy là một chân móc mình sẽ có 8 mũi móc tạo ra được cái cánh hoa như thế này sau đó kết thúc cánh hoa này thì đâm kim vào chân kế bên các bạn đẩy cho mình cái độ dày của cánh hoa ra thì ta sẽ thấy được cái mũi kế bên ha móc vào đó một mũi dời ta sẽ hoàn tất được cái cánh đầu tiên nè tiếp tục cánh thứ hai mình cũng làm tương tự như cánh đầu tiên ta di chuyển kim đến chân kế bên, móc vào đó cho mình 8 mũi, lần lượt là mũi móc đơn nè, mũi nửa kép, tiếp tục mũi kép đơn, mũi kép đôi, kép đôi thì lấy là lên hai vòng lên kim hả, sau đó tạo điểm nhọn cho cánh hoa, móc vào đây một mũi giờ nè, tiếp tục là bốn mũi cuối cùng ngược lại với 4 mũi đầu tiên kép đôi trước sau đó là mũi kép đơn mũi nửa kép và cuối cùng mũi móc đơn hoàn tất cánh thứ hai thì di chuyển kim đến cái chân kế bên móc vào đó một mũi dời sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 5 cánh cho chính chân móc đầu tiên sau khi đã hoàn tất được năm cánh rồi thì lúc này cái chân cuối cùng các bạn móc là cái chân của cái mũi dời ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời, sau đó kéo và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len ra phía sau. Và mình sẽ tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Như vậy là ta sẽ có được năm cánh hoa như thế này. 6 cánh thì ta sẽ móc 6 mũi đơn đầu tiên ha. Các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái kẽm lá với một cái độ dài vừa phải, sau đó ta đưa cái sợi len màu vàng vào chính giữa của cái đường mà mình gặp đôi lại và mình sẽ cột guốc ở đây để cố định lại cái đường mà mình chuẩn bị quấn nè sau đó chừa cái đoạn vừa đủ dài đó các bạn sẽ quấn cho mình quanh cái phần kẽm cành này quấn một độ dài vừa phải ha sau đó mình gặp đôi lại và các bạn sẽ quấn cho mình thêm một ít nữa cố định lại được cái điểm này dùng keo nến bôi cho mình một ít keo ở đây cố định lại được cái đường mà mình quấn luôn ha sau đó cắt cái đoạn lên thừa đi ta sẽ có được cái phần nhụy ở bên trong nè tiếp tục các bạn sẽ đưa cho mình cái phần nhụy này vào trong cái hoa mà mình tạo ở đây thì ở đây nó có hai đầu hai cái đầu của đoạn kiểm nè các bạn sẽ đâm cho mình một đầu vào bên này Tiếp tục đọc cò lại thì đâm vào cái đường móc đối xứng ha Kéo lại nè Kéo sát vào trong cái phần nhụy luôn Thì như vậy là ta sẽ có được một cái phần nhụy hoa như thế này ha Sử dụng cho mình cái sợi len để mình làm cành á Các bạn guốc thật kéo thật mạnh lại cho cái kẽm của mình nó sát với lại cái đường nè Cái đường mà mình móc vòng tròn đầu tiên á Sau đó đưa cái sợi len mình sẽ quấn các bạn sẽ quấn cho mình một đoạn vừa đủ dài tùy vào cái cành hoa mà các bạn uh, trang trí mà mình có thể quấn cái độ dài khác nhau ha sau đó cắt cái đoạn len thừa đây nè cuối thì các bạn nhớ chích cho mình một ít keo để mình cố định lại đường uh, uh, quấn ha mình sẽ hoàn tất phần hoa bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần lá đối với lá thì tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Được 10 mũi tạo ra cái độ dài của cánh rồi. Các bạn sẽ đưa cho mình cái đoạn kẽm cành kẽm lá, mình gặp đôi lại tiếp nè. Sau đó sẽ đưa cái đoạn kẽm lá này nè. Trước tiên là mình phải móc lên một mũi móc xích nữa, sau đó đâm kim vào cái chân thứ 10 á Đồng thời các bạn đưa cho mình cái phần kẽm lá này Sát với cái mũi móc Mình sẽ móc dấu vào trong mũi móc ha Móc cho mình chân thứ 10 là một mũi móc đơn nè Chân thứ 9 cũng móc một mũi móc đơn Sau đó hai chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi nửa kép Ta nâng cao được cái độ cao của mũi móc ha tiếp tục chân thứ sáu và chân thứ năm mỗi chân là một mũi kép đơn còn lại bốn chân nè thì hai chân kế cuối móc mỗi chân là một mũi nửa kép tức là cái chân thứ tư và chân thứ ba mình móc mũi nửa kép hai chân móc cuối cùng thì móc mũi móc đơn cho mình chân kế cuối thì móc một mũi móc đơn còn chân cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó mình sẽ móc lên hai mũi móc xích kéo sát cái kẽm lại nè cái đoạn mà mình gặp đôi ha sau đó móc lên hai mũi móc xích ta tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đầu tiên cái móc xích đầu tiên á móc vào đó thêm hai mũi móc đơn nữa tức là cái chân móc đó mình sẽ có tổng cộng là bốn mũi móc đơn ha tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại thì mình sẽ làm đối xứng chân kế bên là mũi móc đơn này thì mình sẽ móc mũi móc đơn sau đó tiếp tục là hai mũi nửa kép vào hai chân kế bên, tiếp tục sẽ là hai mũi kép đơn vào hai chân kế tiếp, hai mũi nửa kép vào hai chân kế bên và đến hai chân cuối cùng thì mỗi chân là một mũi móc đơn, ta sẽ có được vòng đầu tiên cho cái phần lá ha tiếp tục đến vòng thứ hai của lá tạo độ rộng cho lá nè đưa cho mình một đoạn kẽm mà mình nẹp ở cái hàng thứ hai á đưa vào chính giữa kim với lại sợi len nè móc vào đây một mũi móc xích sau đó tiếp tục đưa cái đoạn kẽm còn lại cũng vào chính giữa kim với sợi len luôn và từ đây mình sẽ bắt đầu móc hàng thứ hai hết hàng thứ hai mình sẽ có hai chân đầu tiên là cái chân của mũi móc đơn nè thì chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn Tức là chân của mũi móc đơn sẽ móc mũi móc đơn trên đầu nó nha. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào mũi móc đầu tiên này để mình đỡ bị nhầm mũi nè. Tiếp tục mũi thứ hai cũng là mũi đơn. Hai chân của mũi nửa kép thì mình cũng móc mỗi chân là một mũi nửa kép. Sau đó tiếp tục hai chân của mũi kép đơn cũng móc mỗi chân là một mũi kép đơn để lá của mình nó có cái điểm gấp khúc như thế này nè tạo ra được những cái điểm nhọn cho từng tầng ha thì các bạn tiếp tục móc cho mình ở hai chân của mũi nửa kép kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn ha chân của mũi nửa kép là mũi kép đơn nè tiếp tục chân của nửa kép là kép đơn nè và tiếp tục chân của mũi móc đơn cũng là mũi kép đơn ha mình sẽ có 5 mũi kép đơn liên tiếp từ đây móc lên hai mũi móc xích đâm kim vào cái chân mà ta móc mũi kép đơn thứ năm á móc vào đó một mũi dời từ đây mình di chuyển kim đến hai cái chân của mũi móc đơn mà mình móc vào cùng chân móc mỗi chân móc một mũi móc đơn sau đó kế tiếp sẽ là cái khoảng trống xích hai mũi mà mình tạo ở cái chính giữa này móc vào cái khoảng trống đó hai mũi móc đơn tạo điểm nhọn cho lá ha tiếp tục lên hai mũi xích và hai mũi móc đơn vào cùng cái khoảng trống đó. Sau đó ở phía bên này mình có hai mũi móc đơn vào hai chân rồi mới đến cái điểm nhọn thì các bạn tiếp tục móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân kế bên. Lưu ý là cái mũi móc đơn mà mình móc đầu tiên sẽ vào cái chân móc mà sát với cái cụm mà mình móc điểm nhọn ha. Có hai mũi móc đơn rồi chân thứ ba móc một mũi dời. Từ đây lên hai mũi xích móc vào chân đó một mũi kép đơn mình có 5 mũi kép đơn liên tiếp thì cái chân đầu tiên sẽ là cái chân mình móc mũi dời đó nha một kép đơn nè hai kép đơn nè ba kép đơn nè mũi kép đơn thứ tư và thứ năm lúc này nó sẽ nằm ở trên đầu của hai mũi kép đơn phía dưới ha có được 5 mũi kép đơn rồi thì các chân còn lại làm bình thường hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép vào cái đầu của mũi nửa kép ha và hai chân cuối cùng là mũi móc đơn móc đơn nè hai chân cuối cùng ta hoàn tất được vòng thứ hai cho phần lá và đến đây thì các bạn cũng làm tương tự giống như vòng đầu tiên nè mình sẽ đưa cái kẽm cành sát đầu tiên vào chính giữa kim với sợi len sau đó móc lên một mũi móc xích Tiếp tục đưa cái đoạn kẽm còn lại cũng vào chính giữa kim với sợi len. Và từ đây mình sẽ móc hàng móc thứ ba. Thì chân của mũi đơn mà các bạn đánh dấu ở đây nó là cái chân đầu tiên móc vào một mũi móc đơn. Tức là từ đầu mình sẽ làm tương tự, chân của mũi móc đơn thì sẽ móc mũi móc đơn. Chân mũi nửa kép thì móc mũi nửa kép. Mình cũng có hai mũi nửa kép liên tiếp. Sau đó tiếp tục ở đây mình có 5 mũi nè, thì cái tầng đầu tiên với cái tầng thứ hai nó cách nhau là hai chân móc các bạn móc cho mình 3 mũi kép đơn liên tiếp móc lên hai mũi xích đâm kim vào cái chân của cái mũi kép đơn thứ ba đó móc một mũi dời sau đó mình sử dụng mũi dời mình móc vào hai chân kế bên nè có mũi dời thứ nhất nè mũi dời thứ hai sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng đâm kim vào cái chân ta móc mũi dời cuối cùng đó móc một, tiếp tục một mũi dời nữa tiếp tục thêm một mũi dời vào khoảng trống chính giữa của ba mũi móc xích và mũi kép đơn ha là cái khoảng trống này móc vào một mũi dời và mình di chuyển kim đến cái chân của mũi móc đơn sát bên cái mũi dời này nè móc tiếp vào đó cho mình một mũi dời đây để mình tạo cái góc cho phần lá ha và lần lượt mình sẽ móc các cái mũi dời cho đến cái khoảng trống xích. Được 3 mũi xích liên tiếp rồi nè, đâm kim vào cái khoảng trống xích đó móc cho mình một dời, một xích và một dời và khoảng trống ha. Sau đó tiếp tục làm ngược lại với cái bên đối diện ha. Mình sẽ có là 3 mũi dời liên tiếp nè. Một nè. Mũi dời thứ hai nè. Và mũi dời thứ ba nè. Tức là các cái mũi dời mình sẽ làm đối xứng giống như cái bên này ha. Mũi kế tiếp sẽ là đâm kim vào cái khoảng giữa ba mũi xích và mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân cuối cùng. Móc một mũi dời, một mũi xích và một mũi dời để mình tạo điểm nhọn. Lúc này á, mình sẽ có 3 mũi kép đơn thì các bạn đâm kim vào chân của mũi kép đơn thứ hai, móc một mũi dời và chân của mũi thứ ba cũng móc một mũi dời. Và từ đây lên hai mũi xích sau đó mình sẽ làm tương tự giống như số mũi của cái cạnh còn lại ha. Lên hai mũi xích nè. Mình sẽ có 3 mũi kép đơn vào ba chân. Sau đó sẽ là hai mũi nửa kép vào hai chân và hai mũi móc đơn vào hai chân cuối cùng. Làm tương tự giống như các cái hàng đầu tiên luôn ha. Hai mũi nửa kép nè. Và hai mũi móc đơn đến điểm kết thúc thì cái kẽm cước đầu tiên đưa vào chính giữa móc lên một xích sau đó kéo và cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn vừa đủ dài mình sẽ canh chỉnh cho cái form lá của mình cho nó thẳng lại nó đã tạo ra được mấy cái điểm nhọn cho lá rồi nè thì dùng cái đoạn len mà mình chừa ra các bạn sẽ quấn cho mình quanh cái kẽm để mình che cái kẽm đi ha các bạn sẽ quấn cho mình một đoạn vừa đủ dài tùy vào cái kích thước các bạn trang trí mà mình sẽ quấn theo một cái độ dài nhất định ha ta sẽ có được cái phần lá như thế này kết thúc cũng chích một ít keo để mình cố định lại được cái đường mà mình quấn nè thì đối với cái chậu hoa của mình nó sẽ có tổng cộng là ba lá nè hai hoa và hai quả bí bí thì mình đã có hướng dẫn ở video trước rồi ha các bạn có thể là móc khóa cũng được hoặc là mình có thể trang trí cho chậu hoa của mình về phần quạt bí thì tiếp tục sử dụng cái kẽm lá nè Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái hàng móc đầu tiên Của cái phần cuốn bí ấy. Sau đó mình chập đôi cái đệm đoạn cước lại Và các bạn tiếp tục sử dụng cho mình cái màu len canh Mình cũng quấn tương tự giống như cái hoa ha Chừa một đoạn vừa đủ nè Sau đó quấn Quấn khít lại để mình che được cái đoạn kẽm đi ha Các bạn cũng quấn cho mình một đoạn vừa đủ dài quấn cho đến hết cũng được ha tùy vào cái cách mà các bạn trang trí cho cành hoa của mình thì sau khi đã hoàn tất cho mình được hoa lá cũng như là làm cái đoạn cuốn cho phần thân bí của mình á thì các bạn sẽ chập đôi cho mình lại ở cái hoa và lá nè đưa cái sợi lên các bạn chích cho mình một ít keo để mình có thể cố định lại được cái điểm mà mình quấn lên ha đến cố định lại cái điểm quấn nè quấn một đoạn vừa đủ rồi thì các bạn sử dụng thêm cho mình một đoạn kiểm canh kiểm canh thì nó sẽ có cái độ dài dày hơn so với kẽm lá ha để giúp cho cái cành hoa của mình nó được vững hơn sau đó mình tiếp tục quấn luôn cái đoạn kiểm canh này vào quấn một đoạn thì các bạn sẽ trang trí cho mình thêm một cái họa tiết nè tùy các bạn trang trí ha có thể là gắn hoa hoặc là lá cũng được hoặc là đến cho mình cái phần cuốn của bí ha mình cứ quấn đều như vậy nè cứ quấn một đoạn thì mình sẽ đưa một cái họa tiết của mình gắn lên bên đó luôn các bạn sẽ quấn cho mình cho đến hết cái canh này ha thì sau khi mình đã quấn phân bổ được các cái họa tiết của mình cho nó đều với cái canh hoa rồi nè thì các bạn sẽ móc cho mình một cái chậu hoa chậu hoa này mình cũng đã có hướng dẫn ở video trước rồi ha video móc cái chậu hoa của hoa hướng dương á các bạn có thể tăng size theo ý thích nè để phù hợp với cái kích thước của cành hoa bên trên sau đó tiếp tục ở cái cành hoa bên trên thì các bạn quấn cho mình cái phần đèn nhấp nháy á quấn xen kẽ cho các cái cành hoa luôn để cho cái cành của mình nó có cái đèn chớp đẹp hơn ha đèn này của mình nó sẽ có nhiều cái công tắc canh chỉnh nè nó có nhiều chế độ sáng ha các bạn có thể canh chỉnh cho phù hợp để mình có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn móc thành công